tấu là nõn nà, và một cái nghĩa nữa là chất phát, mộc mạc. Vắng, tố vắng là một bộ sách cổ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Tố vắng có nghĩa nó là những câu hỏi mộc mạc. Viết nói rằng nhân con người niên là năm, hoặc là tuổi tác. Tứ là số 4. Thập là số 10. Tứ thập là 40. Khí là phần khí. Tự là tự nhiên. Bán là phân nửa. Giả là vậy. Khởi là đi. Cư là ở. Khởi cư là đi hoặc ở. Suy là yếu. Thì là vậy.
Niên là tuổi. Ngũ là số 5. Thập là số 10. Niên ngũ thập là 50 tuổi. Khải là thân thể. Trọng là nặng nề. Nhĩ là lỗ tai. Mục là con mắt. Nhĩ mục là tai mắt. Bắc là chẳng. Không. Minh. Thông minh là sáng tỏ. Thấy là vậy. Niên là năm hoặc là tuổi. Lục là số 6. Thập là số 10. Niên lục thập là 60 tuổi. Âm là phần âm. Ni là teo. 60 tuổi thì phần âm đã teo.
âm ta chỉ chung là phần dương vật hoặc âm vật nó bị teo tóp lại. Khí, phần khí. Thái là rất là, quá quá lắm, quá đáng. Suy là yếu. Ngũ lục thập, niên lục thập, âm ni khí thái suy là 60 tuổi, phần âm nó đã teo tóp, là khí thì nó quá suy yếu rồi. Cửu là số 9. Khiếu là lỗ khiếu, cổ khiếu là chính lỗ khiếu. Bắc là chẳng. Lợi là thông lợi. Cửu khiếu bất lợi là chính lỗ khiếu, nó đều không sáng tỏ. Hạ là ở dưới, thần ở dưới. Hư là trống rỗng. Thượng là ở trên. Là đầy chắc. Hạ hư thượng thực là ở dưới thì suy yếu, mà ở trên thì no đầy. Thế là nước mũi. Là nước mắt. Cụ là đều, đều hoặc là đầy đủ. Xuất là ra ngoài. Hỷ, cổ xuất hỷ là nước mắt, nước mũi đều chảy ra.
là bây giờ mình đã hết một đoạn kinh văn này, bây giờ mình sẽ đọc lại toàn bộ cái đoạn kinh văn đó một lần cho các bạn thấy ha. Bây giờ mình cho các bạn coi đồ cổ một tí. Đây là thân, hành, tạng, phủ đồ. Đây nét lại thân, hình, tạng, phủ đồ. Cái này là sách cổ trên 150 năm rồi, nhưng mà mình không nói chính xác ngày năm xuất bản đâu. Nó trên 150 năm là thân hình tạng của đầu, là nó là cái cách hồi xưa là sách cổ là nó viết từ bên phải qua bên trái, đầu sách là bên phải và cuối sách là bên trái, nó ngược lại cái sách in theo kiểu hiện đại bây giờ. Đấy, người ta vẽ hình con người mà tạng phủ bên trong, tâm can thì phải thận dân dân đó. Vẽ thì đơn sơ, nhưng mà cái cách hồi xưa mấy trăm năm rồi mà người ta vẽ như vậy, một cách là giải phẫu học theo tự nhiên hồi xưa. Bạn thấy nha, rồi mình xin vô bài ha. Cái này là cái sách người ta đã xuất bản này là một trăm mấy chục năm, gần 200 năm rồi, mà hồi xưa cái công nghệ là làm sao mà người ta khắc bản. Rồi năm này là bản đồng, nó độ nét nó rất là cao mà chữ nó rất là nhỏ, mà trên cái nền giấy là cực đẹp luôn, vẫn mềm mại chứ nó không có giòn như cái những cái giấy sách vở bình thường của mình. Là chữ nó cũng không mất nét. Để mình zoom lớn lên cho các bạn thấy. Thì mình đọc nguyên văn luôn. Chơi nguyên bản đoạn cho các bạn thấy cho nó ok ha. Lấy nét cho nó vừa, cho độ lớn cho nó vừa để các bạn thấy cái sách vở hồi xưa nó người ta đã làm kỳ công vậy. Công nghệ hồi xưa là in ấn rồi khắc bản là nó rất là khổ sở, mà người ta đã mài mò, người ta đã làm thành công để lưu lại cho tới ngày nay mà vẫn còn ok luôn. Nhân khí thịnh suy, là khí trong con người thịnh suy. Giờ mình không đọc dịch nghĩa nữa, tại vì mình đã dịch rồi, bây giờ mình đọc nguyên bản từ từ, mình đọc chậm rãi thì các bạn dò theo nha. Có một số chữ là mình ra chưa được thì mình tạm để đó. Linh khu kinh viết hoàng đế vấn khí chi thịnh suy kỳ bá đối viết nhân sinh thập tuế ngũ tạng thủy định quyết khí thủy thông chân khí tại hạ cố hảo tổng nhị thập tuế quyết khí thủy thịnh cơ nhục phương trưởng cố hảo đào
tam thập tuế ngũ tạng đại định cơ nhục kiên cố huyết mạch thịnh mãn cố hảo bộ tứ thập tuế ngũ tạng lục phủ nhị thập nhị kinh. Mạch dai thái thịnh dĩ bình định tâu lý thủy sơ vinh hoa phả lạc tu phát ban bạch khí huyết bình thịnh nhi bất giao cố hảo tọa ngũ thập tuế can khí thủy suy can diệp thủy bạc đượm trắc thủy giảm cố mục thủy bất minh lục thập tuế tâm khí thủy suy thiện u bi huyết khí đại đọ cố hảo họa thất thập tuế tỳ hư cố bì phu khô bát thập tuế phế khí suy hồn ly cố ngôn thiện vong thiện ngộ cố ngôn thiện ngộ ngộ là lầm lẫn cũ thập tuế thận khí tiêu tứ tạng kinh mạch không hư bách tuế ngũ tạng giai hư thần khí nải khứ hình hài độc cư nhi trung hỷ tố vấn viết nhân niên tứ thập âm khí tự bán giả khỏi cư suy hỷ niên ngũ thập thể trọng nhĩ mục bất thông minh hỷ niên lục thập âm ni khí thái suy cũ khiếu bất lợi hạ hư thượng thực thế khắp cụ xuất hỷ. Các bạn thấy không, những cái chữ mà người ta in là cực nhỏ luôn, cái ngón tay mình là bằng còn muốn lớn hơn hai cái dòng ô bốn hàng chữ thôi. Bạn thấy là năm chạy như là năm hàng chữ luôn,
là người ta đã chế tác những cái bộ sách là chữ cực nhỏ mà độ nét thì là cực đẹp luôn. Bởi vì những cái bộ sách này cái giá trị nó là không thể tưởng tượng được. Mình hết việc clip video rồi. Qua ba đoạn kinh văn thì đã trình bày với các bạn là cái đoạn kinh văn là nhân khí thịnh suy. Chúc các bạn học tập nghiên cứu vui vẻ, nhớ thấp chia sẻ và đăng ký giùm mình nhé. Nên nay số liệu thì cũng rất là phấn khởi rồi, càng ngày nó càng gia tăng, nhờ các bạn ủng hộ. Hy vọng thời gian tới mình sẽ cải tiến làm như thế nào để mình viết dịch mà dễ hiểu mà cũng phải có cái chiều sâu cho các bạn thưởng ngoạn. Chúc các bạn vui vẻ nhé.